Dạ em xin phép kính chào chị ạ. Kính chào chị, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2023. Em tên là Định ở Con Tum. Số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Kính thưa chị, hôm nay thì bên em cũng xin phép tiếp tục giới thiệu đến cô chị một số các loại phong lan của khu vực rừng Con Tum. Thì hôm nay anh em họ đi về cũng được một số các loại thôi anh chị. Hôm nay thì được cái lan rất là đẹp, mà tươi và đẹp lắm anh chị. Thì có các loại như sau. Đầu tiên là một trong những cái dòng thân thông hoàng thảo tam sắc anh chị. Thì hôm nay anh em mà đem về hàng tươi đậm đẹp và nó rất là thân, rất là mập mạp anh chị. Thì cái mùa này cái dòng này nó phát triển gần như đầy đủ ngọn rồi anh chị. Thành ra con chị mua về chơi có thể chơi được kho này, hoàng thảo tam màu sắc này. Thì các phần bên em cũng chia ra cũng mức giá nó cũng vừa phải thôi anh chị. Tầm 600-700 nghìn tiền đơn hàng thôi. Thì con chị có một chậu to luôn. Tiếp đó là cái gói combo. Combo này cũng khá là nhiều các loại anh chị. Bên này bán cho 990 nghìn. Tiếp đến là các loại phần kiều. Kiều ở chỗ em người ta gọi là kiều cam mở ga, kiều này là kiều thân vuông đó anh chị. Tuy nhiên là vuông không có sắc cạnh thì người ta gọi kiều cam mở ga. Con chị sưu tầm theo yếu tố vùng miền rất hay anh chị. Kiều này ở Con Tum nên nó rất là phổ biến luôn. Và một trong những cái dòng kiều còn nữa đó anh chị, này là kiều cánh tua hay gọi là thủy tiên râu, thủy tiên tua đó anh chị. Thì cái dòng này nó sẽ khác hoàn toàn so với cái cánh tua đó anh chị. Bên em cũng chia ra các đơn hàng cũng rất là nhỏ thôi, từ 60.000 đến 100.000 là đơn hàng lớn nhất thôi anh chị, cái kiều cánh tua. Và cái bầu rượu này, bầu rượu thì người ta gọi là túy lan đó. Thì cái dòng này địa lan thì hoa nó cái này thì rất là dở trồng và hoa đẹp lắm anh chị, nó cũng có nhiều màu khác nhau. Thì con chị mua về số hoa cho nó chính xác nhất anh chị. Thì con chị liên hệ đặt hàng có thể gọi trực tiếp đến bên em đầu số là 0973 821 799. Con chị cũng có thể nhắn tin hay gọi qua Zalo số tuần vừa đọc. Thì các mức giá thì chưa bao gồm khi phí ship vận chuyển. Phí ship bên em sẽ đồng giá 30.000 cho tất cả các đơn hàng con chị đặt. Thì hàng đấy con chị kiểm tra hàng trước khi nhận và thanh toán anh chị. Nếu mà bên em gửi sai hoặc là hư hỏng quá nhiều thì con chị không nhận hàng thì cũng không có mất phí ship gì đâu anh chị. Con chị cứ xem trước, coi trước cái đơn hàng con chị đặt. Nếu mà đúng thì bên em cũng rất là mong con chị nhận hàng giúp ạ. Thì các cái hàng hoa lan tươi thì vận chuyển đi xa thì cũng khó mà tránh khỏi được một số cái yếu tố nó sai sót anh chị. Ví dụ như là một số dòng lá mỏng thì nó sẽ vàng lá. Còn lại thì nếu như các cái dòng kiều và những dòng khác thì con chị cũng yên tâm. Bởi vì hàng nó mức độ rất là tươi luôn. Những cái loại nào mà lá mỏng thì bên em sẽ lưu ý với con chị trước. Đầu tiên cái bầu rượu đó anh chị. Một phần bên em bán 70.000. Hôm nay bên em sẽ đánh số cụ thờ đó con chị luôn. Phần số 1 anh chị này. Thì bên em bán với giá 70.000. Cái bầu rượu thì cái hình thức cái củ nó rất là giống như cái củ bầu rượu vậy anh chị. Hoa thì con chị mua về số hoa đó anh chị cho nó chính xác, bởi vì cái hàng rừng ở thì nó cũng khó chính xác được cái màu hoa. Thì mỗi phần thế này bên em bán với giá là 70.000. Phần số 1, phần số 2 này cũng giá 70.000 anh chị. Phần số 2 này cũng giá 70.000, nó tương tự phần số 1 thôi. 70.000 bầu rượu. Phần số 3 cũng bên em bán giá 70.000 bầu rượu anh chị. Phần số 3 này, một phần thế này con chị mua vào trồng có thể là hai chậu cũng được. Tiếp đến là cái phần cái kiều cánh tua hay là thủy tiên rau đó anh chị, hay thủy tiên tua đó. Thì phần số 1 là thân mập và thân nó ngắn. Cái này thì nó ra hoa bình thường hết chị, chứ không phải là nó ngắn, là thân tơ là nó không ra hoa đâu anh chị. Thì phần số 1 này tình trạng cây rất là tươi, bên em bán với 60.000 thôi. Các anh chị sưu tập, ta đã trồng được chậu to luôn. Thế nên cái phần số 2 kiểu con tua này, phần này cũng với 60.000. Thằng quần này nó dài hơn phần kia tí. Bên em bán với 60.000 chị. Thằng rất thằng tơ nhiều và đẹp tươi đẹp anh chị. Phần số 3 với giá 70.000 này. Số 3 đây. Phần này cái kích cỡ nó trung bình, vừa phải thôi, không dài cũng không ngắn. 70.000 thôi, phần số 3. Kiều cánh tua phần số 4. Số 4 thì bên em bán giá 70.000 anh chị, kích cỡ này. Thân thì rất là mập luôn. Một phần này có chị trong một chậu to luôn anh chị. 70.000 phần số 4. Kiều cánh tua phần số 5 này. Số 5 thì bên em bán giá 80.000, kích cỡ này anh chị. Cái này thì nó sẽ dài hơn tí. Còn có 1 giờ này. Giờ số 2 này. Số 3. 4 giờ này anh chị. 4 giờ này bên em bán giá 80.000, phần số 5.
cái quyển tô phần số 6 đó. Phần 6 thì bên này bán cũng với giá là 100.000. Phần này cũng có 1 giờ anh chị, 2 giờ này, 2 giờ này bán 100.000 phần số 6. Thế các phần kiều cam và ga. Kiều ở chỗ em thì thân nó hơi vuông anh chị, cái này thì tuyệt đối không phải kiều vuông rồi. Đây, phần số 1 nguyên 1 giờ bên này bán với giá là 90.000 anh chị này. 90.000. Số 1 là 90.000. Còn số 2 này. Còn số 2 thì bên em bán với giá 80.000 anh chị. Này gồm có 1 giờ này. Giờ số 2 này. À, giờ số 3 này. 3 giờ này, giờ số 3 thì giờ nó cũng hơi to đó anh chị. Với giá 80.000. Số 3 thì với giá 90.000 anh chị. Gồm có 1 giờ này. Giờ số 2 này. Số 2 anh chị. Giờ số 3 này. Và thằng mập. À, giờ số 4. Có thân chỉ 4 giờ này bên này bán giá 90.000 phần số 3. Kiểu bên tôi bằng kiểu camera phần số 3 90.000. Kiểu camera phần số 4. Bên này bán giá 120.000 anh chị. Đây. 120.000 nó xâm xê về thằng và lá thế này. 1 giờ này. À, giờ số 2 này. À, giờ số 3 này. À, giờ số 4. 4 giờ này bên này bán giá 120.000. Phần số 4. Kiểu camera phần số 5. Số 5 thì bên này bán với giá là 110.000 anh chị. Nó cũng sẽ xâm xuôi thế này. Còn có 1 giờ này. Giờ số 2 đây anh chị. Đấy. Giờ số 3 này. Giờ số 4. 4 giờ này bên này bán với giá là 110.000. Phần số 5. Kiểu camera phần số 6. Số 6 thì bên này bán với giá 180.000. Số 6 đây anh chị. 180.000. Bao gồm có 1 giờ này. Giờ số 2 đây. À, giờ số 3 này anh chị này. À, giờ số 4 này. À, giờ số 5 này. À, giờ số 6 này. Giờ số 7 này anh chị. Giờ số 8 này. À, giờ số 9. À, giờ số 10. 10 giờ này bên em bán với giá 180.000 phần số 6. Tức là cái phần hoàn thảo tam màu sắc. À, dòng này dòng thân thông của anh chị. Thì mùa này thì thân nó rất là mập luôn. À, thì tuy nhiên thì cái dòng này dòng lá mỏng, thành ra vận chuyển lá nó sẽ là xuống lá, có thể là xuống lá bởi vì nó sẽ vàng lá đó anh chị, thân thì nó mập mập thế này. Còn số 1 thì bên em bán giá 70.000 thôi, phần số 1 rất là nhiều luôn, 70.000. Phần số 2 cũng với giá 70.000 anh chị, số 2 thì nó dài hơn tí và thân thì đây anh chị xem rất là mập mạp luôn. Phần số 2 hoàn thảo tam sắc với giá 70.000. Phần số 3 hoàn thảo tam sắc với giá là cũng với giá 70.000 luôn anh chị, cũng thân rất là mập mạp luôn. Phần số 3 hoàn thảo này, kích cỡ thế này, rất là vừa phải đó anh chị. Về ghép gấp thông thế này sẽ đẹp hơn anh chị này. Dòng mà dòng thân thông mà. Anh này thì có thể là con chị ghép một chậu to hoặc là có thể chia làm hai nên chị cho nó đẹp. Phần số 3 với giá 80.000. Phần số 3 đây anh chị, kích cỡ này. Số 3 thì nó dài hơn tí nữa. Đó. 80.000. Phần số 4, mong muốn là sẽ dài hơn tí nữa, với giá 80.000 anh chị. Đây hoàn thảo tam sắc này, phần số 1, 2, 3, 4, đây phần là số 5 anh chị. Đây, phần số 5 này nó dài nhất, đây phần số 4 anh chị này. À, thì hoàn thảo tam sắc với giá 80.000, số 5. Tiếp đến là cái gói combo. Combo này bên em bán với giá 90.000. Gồm có rất là nhiều long nhãn thế này này. À, hoàn thảo long nhãn này. À, tiếp đến là cái kiều điệp xuân. À, có một về hoàn thảo hắc mao anh chị. À, kiều quấn tua. À, lên cỏ này. Có một cây gấm thượng hải nhỏ thôi anh chị. À, và thanh đạm. Cái này bên em bán với giá là cái combo này là với giá là 100.000 anh chị. Combo rất là nhiều luôn. Cái combo này 100.000. À, cái combo hôm nay có một gói thôi, 100.000. À, thì buổi tối hôm nay thì bên em cũng có một số các loại phong lan của khu vực rừng Côn Tâm. Thì cũng xin giới thiệu đến con chị. Cảm ơn con chị đã quan tâm theo dõi. À, bên em cảm ơn con chị rất nhiều ạ.